Chào tất cả các bạn nha. Tình hình là hổm gà cũng sắp xếp công việc ổn thỏa các bạn. Nên bữa nay đi câu xa một chuyến. Đây trước mặt bạn là sông Tiền nè. Nay qua lại nó nói sông Tiền các bạn biết mình đang đâu quý vị. Nay trở qua bên chỗ được Cao Lãnh bạn. Có kênh YouTube là được miền Tây để dắt đi câu tiếp tục. Lúc trước mình có qua đây làm hết live show rồi, quá đã, cá quá dữ. Bữa nay trở lại chuyến tiếp. Ông gà ở nhà không có đi được mà không được, ông cứ soi mối rủ các kiểu mà chịu không nổi. Gì đâu mà chụp hình quăng đuổi đuổi rồi quay clip dính cá nhắc nữa. Thôi thôi, sợ luôn. Nên bữa nay quyết định bò qua đây bạn ơi, để em chọc ngứa và chịu hết nổi rồi. Giờ cũng đang chạy kiếm điểm câu bạn. Chắc này chưa muốn chiều rồi. Tại sáng được mất đi làm nên trưa mình mới chạy qua. Bên đây thì người ta nuôi bè cá nhiều dữ lắm. Với lại sông Tiền không gà cá dữ lắm các bạn. Cá khủng không, toàn hugo. Bữa nay qua đây hy vọng chuyến này qua đây sẽ kiếm được vàng cá khủng kéo cho sướng tay chứ nghe các bạn. Phía đó là cầu Cao Lãnh rồi đó bạn. Nãy mình cũng đi đường cầu Cao Lãnh rồi qua tới đó cái nhà ăn được ở cầu Cao Lãnh, nhà trọ đó, cái chạy ngược xuống dưới đây, từ đó xuống đây khoảng 10 cây số à. Rồi mới chạy xuồng ra đây câu. Sông đây nước trong xanh luôn, nước này có mặn không biết là xanh lè vậy không biết. Xanh ghê luôn á, trong ve luôn. Họ mọi khi mình chạy máy câu, bữa nay có tài xế lái cho là sướng sướng luôn à. Quá đã. Trợ lý vợ. Sông nước trong ghê được chứ, như nước mặn vậy. Trong xe luôn. Sông rộng thênh thang, sông này nước sông dữ lắm mà. Sông Hậu mình không có xi nhê gì chứ. Mà sông Hậu giờ hết cá rồi. Bên đây nhờ sông nước sâu, với lại có người ta nuôi cá bè nên cá nó mới tụ về đây. Chứ sông bển giờ thua. Giờ chạy dài dài là mấy dàn bè này kiếm điểm câu thôi bạn ơi. Điểm này đặc hỏng mình qua đây câu, ngồi câu cá chép nữa bạn. Có bạn chó nè. À. Hello, ồ chó có cái chòi đã quá ta. Nhắc này gió mát quá ta. Chứ hồi nắng lên là tát đầu luôn. Lúc này chợ này nắng khủng khiếp dí lắm. Không gài chăn nắng mà sốc chăn đã. Bữa nay chạy qua chăn nắng Đồng Tháp thử coi sao. Sông bên đây có hệ thống khai thác cát hùng hậu lắm mà. Nên sông dòng sông sâu dữ lắm. Phía đây dài lên nè. Dữ lắm khai thác cát luôn. Mấy cái cần cẩu ở ngoài sân là ngày đêm tràn quét dòng sông Hậu. Ối dòng sông sông Tiền. Sông Hậu rất quen mày luôn. Móc vậy đó ở dưới nó có mấy hố giữ cá nữa ở dữ mà. Nhưng mà lỡ cũng dữ nữa. Quy lực mà ở dưới sông móc lên bờ để trên bờ mới tuột lại dưới sông thôi. Nhưng mà cuộc sống mà bạn phải chịu rồi, tới đâu tính tới đó. Rồi xuống cần đầu tiên các bạn, cục mồi đầu tiên sông Tiền, cục cám à. Này câu bè anh câu cục được rồi, cục bắt con, cục con, cục con bắt trước cá trước em được. Nó cám hả? Đang xui. Ta đợi mới biết. Này là siết con viên chơi được gác luôn à. Đầu tiên. Cái này qua đây quốc 2 cần nhỏ chiếu các bạn ơi. Nhỏ quánh cho nó sướng. Cắm sao giật bay luôn hả? Rồi, chờ đợi cá cắn câu nha. Có hiện tượng, có hiện tượng đầu tiên. Bữa gì mà dữ thằng vậy? Cái lưỡi câu mọi người cái miệng cá nữa.
Đúng ổ rồi. Cá đầu tiên đó, nha. Mới nhớt nha bạn. Mới xuống là lên hàng rồi đó. Trời ơi bụng căng cứng luôn á. Nói cá lại thơm thơm. Ngon. Sao vậy? Tính đâu tính đâu đi câu cá mà ông đem cái gậu vô rồi kẹp thôi mà mới vô chích là phải phải rồi đó nha. Những này cá đây luôn quá chứ, này đem theo hai cần nhỏ xíu à, cần siêu dẻo của Khoa Đen nè, mới xuống là lên hàng là chưa được 5 phút mới bỏ xuống nó quất luôn à. Khoa Châu Phi không phải Khoa Đen hả? Không, tới chiều cũng có người đen nữa nè. Này là tình hình này là tới chiều là có heo quay luôn, các bạn nhìn nghe đấy nha, nó dân này nhiều đó, tới chiều sau đây. Mấy cá đây coi chừng không gầy, nó đợi mình qua không chừng á, này qua nó quất. Câu đây hai cây là kéo mệt rồi, cần chi nhiều. Ê, ê, dính rồi. Từ từ cho chị quay cái xíu đi. Này nhỏ không rồi. Rồi xíu luôn. Bự. Tiếp tục lên hàng. Trời. Hai cục mồi hai con. Hai cục mồi hai con rồi nè. Tình hình này chắc mai mốt chạy cho lãi qua chơi anh luôn quá ông nội ơi. Ồ cá nó bụng căng cứng ngắt luôn á. Qua đã rồi. Cái này vô mánh rồi. Qua đây kéo sướng trại thì không phải chơi luôn á. Vô mày. Cá này khoái bánh mì vậy bạn ơi. Câu cám không ăn câu mì để xuống bữa à. Bánh mì này không biết được bém xì bùa gì trong đây không biết. Ghê gớm quá. Nãy giờ mình hai con không chưa có con nào vậy nó chưa xuống cần nữa. Không biết tranh thủ gì trơn. Cá ăn giữ mất ba cục thôi. Xuống cần nha. Không có la cà na xí muội cá bự đâu vô đây. Tình hình đời cây cần nó mới hai cục mồi là hai con rồi đó, phái phái rồi đó. Thơm thơm. Ngon bạn ơi. Bên đây cá dồ thì dễ kiếm quá, còn bên mình cá dồ giờ kiếm con đỏ không mắt. Không gà câu cá dồ toàn vô hầm nhà câu không mới có ra sông thua. Người mập bắt phải cá mập nha. Quýu quýu đọt rồi. Sẵn chớn máy đang quay nè, quýu luôn đi cho lên hình đẹp chút. Cái cần này dễ canh cá lắm mà, đi ghe câu ngon, cá cái gị nhẹ cũng thành cá bự nữa. Quýu quýu quýu. Đâu còn không? Đó, 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 còn. Tại cái đọt quá bự. Ô chặt rồi. Ừ, không hên rồi nha, cái đầu tiên chặt rồi. Kệ, họ bắt con bự đi. Cái nhỏ để tôi. Dính rồi. Dính rồi. Rồi nó bị nãy trước rồi, chắc dính trước rồi. Rồi chảy luôn rồi. Chảy rồi. Rồi. Tật. Làm gì cơ? Lớn ăn lên câu mình lớn. Đúng rồi, bắt cá luôn. Đúng rồi, ghê lắm.
Cái xác nó lớn là cái lưỡi câu nhét vô miệng nó không vừa đó nè, thử nè. Có vừa đâu. Dính mỏ đàng hoàng luôn. Thua được chứ. Cá đang ngon lắm. Cá cỡ đó mà câu còn chín, được miền Tây không có chí. Nay được miền Tây biếu rồi. Rồi vô gốc. Số ông không hên rồi. Tóc cái này hụt cái này vô gốc. Biếu rồi, biếu giò, tay chân gì biếu chân rồi. Cá nó bự á. Cá nặng quá đó. Câu cá, câu nữa, gốc câu không à. Còn cá hả? À? Còn rút đó. Rối đi hình hết rồi. Ăn đi. Lặn chứ không tới. 3 ngày sau nổi lên chà bá nữa. Cái này tướng này nổi lên bự dữ. Thằng rùa chúa. Ghê quá. Đứt quá nhảy xuống đựng lên, đứt quá nhảy xuống lặn thiệt không nội. Chờ đợi anh ta xử lý sao nha. Rồi dính đầu nha. Đẩy gì ngon quay. Đẩy. Bỏ lửa. Rất lớn luôn. Hai phát rồi nha. Làm sao làm nha. Rồi. Dính. Nó làm gì không được kỳ gì. Trời ơi, lần lâu đi. Nãy giờ ông ba cái rồi. Mình ba cái mà dính hai con, ổng ba cái chưa dính nào trên. Lỗ cái lưỡi nữa. Chuyển đổi cây trồng vật nuôi mới bạn ơi, cá bự cũng ăn quất cá này. Này là cục mồi quyền thoại của mình nè. Nó nói với đang xe với cá dồ quất láng cho nè. Dồ cá cốc đồ, chép dảnh đồ. Trời ơi, điêu hỏng được. Dính chúa rồi. Dính chúa. Dính cái này là dính bự rồi. Dính chập bá luôn mà. Mày hãy dính. Chơi với mấy con này có bộ ngon các bạn ơi. Rất nhiều ngon. Vô mày. Em có sớt kìa. Ủa, có sớt. Sớt vô.
quấn rồi nè, từ đưa cho nhíp nhợt luôn. Chiến cái rảnh bạn ơi, kéo đã buồn trong thời gian chờ đợi cá bự. Cái này không có xảy nữa nha. Mới nhịp 2-3 cái là tốt rồi, lẹ ra rồi. Đang có hút liền chứ. Cái kẹo đổ biếu kìa, biếu kìa. Đó đó. Ừ, trong quá. Đồ biếu cứ mua hay là bệnh. Bệnh cái gì má ơi. Đó. Nó có một bệnh quá. Trời ơi. Đóng con cá mà nếu mà nó nhỏ nhỏ là nó văng lên tới đây luôn á. Ghê thiệt chứ. Miếu này miếu miếu trước mấy cái. Chép xuống chợ táo đi đi mày, nào ăn trống lớn nha, nào bự bự ăn câu, nhỏ quá kéo chưa đã. Chép nhỏ bạn rồi chúng con chép rồi có lý. Gì kỳ gì hoài vậy ông nội? Trời ơi, nãy giờ ông đóng cả chục cái rồi, nó chục chứ hơi dốc 5 cái rồi. Rồi dưới nào chờ á. Thôi để cho nó biếu giữ đi, cho nó ngồi cứng chưa sóc lử. Được làm quá rồi mà chưa dính. 5 cái là hút rồi. Chỉ là còn nữa. Con xe gì các bạn. Cho biếu đi. Đó. Mới lại thử thử à, để cho biếu biếu đi. Chắc nguyên bài cá sát nó dí ở dưới nó mặn thịt cục lăn xê mình dí rồi. Đó. Dí nhẹ nhẹ không à. Con chép chừng 5 kg kéo cỡ xuống. Cái rảnh em bé. Cái rảnh mới lớn hôm qua bạn ơi. Cái xíu à. Đi đi mày, kêu mẹ mày lại. Ngất nôi mày đặt đi lạc. Đó, dính này, dính này. Dính, dính, dính. Dính, 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 dính. Một con cá mì dinh với lại một con cá rảnh. Nó nhỏ không dễ. Đã nói rồi kêu mẹ lợi mà mẹ không lợi. Nít nôi. Lông nhông lông nhông. Mì dinh với rảnh luôn bạn. Làm được. Mò bắt con chúa. Rồi. Còn cái lên lên lên.
Chị sợ. Cái này cái gì vậy? Cái gì vậy? Thấy rồi. Ừ, lắm. Rút luôn rồi, đánh gì? Còn cá nè. Ha. Rồi đi hình cho này. Còn cá dưới bạn. Rút. Rút hết bè. Nhìn thấy cái máy cựng nó nhổng ra luôn á. Còn chứ để đi. Mọi nén cá. Làm gối đi hình chân rồi. Cá nhỏ xí cá lớn. Mấy cá này ngon ghê bạn, sắp sọc. Cá này khô khô béo là hết sảy luôn. Có thả để chịu sình. Khô khô mà nó lủng móng ha. Đã lắm. Mấy con này mấy con này. Mà cũng còn cũng còn vậy. Còn bắt không? Hả? Còn bắt không? Thả chờ rồi. Bắt chưa? Còn bắt ha. Được rồi. Được rồi chết rồi. Cá móc như cắm câu, bỏ đi chạy không mà tiếp chúng ta nữa. Luôn. Nãy giờ thả hoài dính hoài giờ bắt này nè, ghét rồi đó. Bắt nha. Nghe mày. Thả hoài dính hoài giờ bắt cho nó hết dính. Đụm. Ừ rồi. Rồi vô với mẹ nữa rồi. Bậy quá. Trời ơi. Cái chân trong dây con cá nãy luôn cá ửa. Nó ngay đó hoài ta. Đó, ngay vô đó. Lên tới rồi đó. Lên tới đó là nó ủi vô đó nè, con nãy cũng vậy nữa. Ô, quýu cá nó bự. Thấy vậy? Lên tới đó là ủi vô đó, lên tới đó là quẹo vô đó. Nó hẹn trước gì đi đi chan con nè. Kéo qua đây giờ làm bên ông làm cười lên con ra nãy giờ gì đâu mà ông sảy không vậy. quýu cả tự kéo cái nặng có mẹ đòn đã tướng ông cả đó mà kéo cậu quýu vào đó đó cá không có nhỏ đâu mà cần nó bự nó cần nó đọt đâu chừng 4 ly. Lù. Còn cá vậy á. Còn á, nó chui á, con vàng nó quấn ngàn chan con nãy luôn. Rồi nào qua đây. Tức. Ủa. Vừa mà nó dính vào bè, ủi vào bè bực. Sao nó lên cá một cái nha. Cua. Rồi cá nè, đụng cá rồi, chảy luôn rồi. Thì cứ bị quấn thì mình lên tấm ga luôn. Đấy. Chảnh rằng này chảnh chảnh mày
dinh nó mày mày dinh. Dinh 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 bạn. Tự quên cái cô mà nó được theo tới mình qua tới đây luôn á. Chút con chốt được theo hả? Được theo qua đây đang ăn bài bò huyền thoại mà. Rồi. Chịu nó đi giải hạn đi ông nội ơi. Nãy giờ xém xém chục cái rồi đó. Trời ơi. Nam làm gì kỳ dữ được. Chích luôn rồi. Kìa 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 cần của anh hả? Đâu? Nhỏ. Trên hả? Ờ. Nó sát kẻ nữa gì đó. Cá không dính với cái gì. Cái gì hả? Giờ kéo ra nuôi khỏi đóng mà. Dĩa hả mày? Dĩa gì tên đó đi anh? Ăn ăn lẹ lẹ đi. Nhơ vậy. Kêu ngoan mắt mày à. Chưa kia con ngoan bắt chạy luôn. Chưa kia con ngoan bắt chạy luôn. Sợ con ngoan quá chạy luôn rồi. Tên rồi rồi. Xong rồi cái này không phù con ngoan được đâu bạn ơi. Còn mình lớn vậy nè. Hồi chí chí bắt còn đó mới được. Nó cũng còn cứng cứng tí. Hết là chín là mới để xuống dính này, dí cá bự mà toàn cá nhỏ không à. Bắt được con cá bự nó mới chịu. Đó là bạn để xuống cái quất, để xuống quất này nè, để xuống quất này nè. Kiếm, thọc đầu kiếm cá bự. Víu rồi. Víu trời ơi. Đây còn, còn. Đi. Đi. Chà gì rồi? Chà rồi. Chà. Hai cốc. Chà. Lên hàng lên hàng. Cục chuối mà. Chuối hả? Chuối. Chuối. Chàng chuối nha. Trời ơi nãy giờ làm sao cầm em được, tôi ba đó. Em 6 cái lử rồi. Trời ơi, víu được bạn trắng khiếu luôn nè. Cá ngon ghê thì chứ. Tôi nhớt luôn á. Nhớt thì dữ luôn á. Tôi nhớt nhiều rồi ông kìa. Ê ê ê. Ê ê ê ê. Ê ê ê ê. Lụm luôn ơi. Lụm.
Nhỏ hơn rồi. Cặp luôn, cầm hai con lên. Một cặp lên. Luôn. Trời ơi, lên cá thôi, lên chị nó ngâm được. Thua rồi, mình nay mình đây dạ. Lắc đầu rồi, cặp bên đây luôn á. Một dữ. Cặp luôn, phải dây nè. Trời, quá dữ. Nhất dữ luôn á. Cá ăn chuối bạn. Cám ơi, bánh mì chê và ăn chuối. Chuối với mày đã hết chuối rồi, con trái chuối một ra ăn đi. Có một bọc lắm mà. Chuối trơn rồi. Ô làm lên cặp đã bạn, sướng. Sướng. Biếu đoạt lên lượt cặp luôn. Đẩy quên như đẩy xuống đó không có đẹp lên. Chuối. Chuối hả mày? Chuối hả mày? Trắng phiếu bạn, cá nhìn ngon ghê luôn. Cá này nấu hủ mắm một cái ha. Cùng mẻ ha. Thay chùa luôn. Quá đã. Chùa này cũng chuối điện thoại nè, chút xíu nè, xanh cũng chuối nhỏ nằm đây nè. Chưa qua cái còn cái nào không? Ê, chơi chơi xin chuối. Mày ngon nè. Câu cá chuối gì nữa mới chịu ăn nè, đen mà hơn cứt chó. Ghê thiệt chứ. Hỏi quý vị sáng quẩy qua một chuối được rồi, qua nhìn mấy trái chuối cũng được, nhìn cũng muốn khóc vậy mà nó chịu ăn, làm như thúi thúi nó khoái. Thế nào được, giống cái dầu hầm thúi thúi khoái. Để đây mấy trái chuối giờ quý hiếm lắm, phải chơi đâu. Rồi tiếp tục chiến các bạn ơi. Tài văn này nghiên cứu ké chuối. Móc cái chuối vô cục thầy lầy góp không. Quá đổ nhựa nha. Chuối tới mềm luôn. Mời cô đi là giác theo bồn chuối à. Cục chuối đó con cá để nhẹ nhẹ nó gã. Tiếp tục chờ đợi thôi. Bốn cần quánh lỗ à. Nước đứng rồi, nước đứng nè, cá nó nghỉ ăn. Hồi nước lớn vô quất à. Ăn yếu không phải nghỉ ăn, mới lên hai con nó nghỉ ăn tao nó dốc. Làm sao làm không được, sáng giờ thấy ông ngồi buồn lắm rồi đó, chưa có nhớt bạn ơi. Rồi để quên, nãy chét cá chà cho một miếng. Tiếp tục chờ đợi thôi, biết được hôm bữa một con thứ già cái đó ông nổ rồi hè. Quấn với bè, chảy, không dính, tùm lum, nó chụp cá rồi đó.